Mùa hè đỏ lửa 1972, tiểu đoàn nhảy dù 11 được quân lực Việt Nam Cộng Hòa điều tới chấn giữ cứ điểm Sạc Ly. Sau 4 ngày từ 11 đến ngày 14 tháng 4 năm 1972, bị quân giải phóng vây hãm, pháo kích và tấn công, không được tiếp tế lương thực và súng đạn, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Bảo tử trận, quân lính thương vong gần hết. Được pháo binh của lữ đoàn dù 2 bắn chụp và B-52 ném bom hỗ trợ, số binh sĩ còn lại của tiểu đoàn 11 rút khỏi Sạc Ly nhưng cũng bị quân giải phóng mật phục. Những binh sĩ cuối cùng của tiểu đoàn hoảng loạn, quằn quại trong khói, lửa, đạn thép và tiếng hét vang, hàng sống chống chết của quân giải phóng. Chỉ còn vài chục binh sĩ may mắn thoát nạn. Số binh sĩ nằm lại Sạc Ly cũng đã bị nát tan bởi đạn pháo và bom B-52. Tiểu đoàn song kiếm chân ải với gần 500 binh sĩ bị xóa sổ trong bi thảm, đớn đau giữa núi rừng Tây Nguyên trong mùa hè đỏ lửa.